Cô chào đi Sam. Ơi, chị về rồi đây. Nội, trông mà yêu thế này. Em của chị á, biết giúp mẹ dọn nhà rồi đấy à? Đã chịu về rồi cơ đấy. Chả về thì biết đi đâu bây giờ. Lúc đi thì dối như canh hẹ, giờ vẫn dối như hẹ canh đây. Mun ơi. Dạ. Các giúp mẹ cái chổi lau nhà vào trong kia. Nếu nỗi buồn kết thúc một cuộc hôn nhân mà chỉ giải quyết bằng một chuyến đi công tác thì vốn dĩ nó không phải là một mối quan hệ, một tình yêu, chứ đừng nói là đây là người mày đầu ấp tay gối, coi là sẽ sống với nhau đến già. Lúc mà tao ký vào đơn ly hôn, tao cũng nghĩ là tao đã mất hết, ra đường tay trắng. Thì có lúc tự dưng lại nghĩ, mất hết thì đã sao, ra đường thì làm sao. Chẳng phải chỉ cần tao chấp nhận được những khổ đau này là được à? Thế rồi đến khi tuyệt vọng quá, không còn hy vọng gì, thì lại thấy chẳng sợ gì cả. Tôi lại nghĩ chính ra tuyệt vọng cũng có cái hay của nó, bởi vì lúc đó mình không còn biết sợ gì nữa, thì lại thấy mình có sức lực để bước tiếp. Sàn ạ, mày có rất nhiều thứ mà tao ao ước. Thậm chí tao còn cố gắng mọi cách để được như mày. Nên tao nghĩ là giai đoạn này mày đang đau khổ, thì chắc chắn thời gian tới mày sẽ bước đến một giai đoạn tốt đẹp hơn, trọn vẹn hơn. Sợ thế? Ở với tao lâu, giờ mày nói còn hay hơn cả dân quảng cáo ấy. Trước đây có những lúc tao oán trách ông trời, tại sao cứ mãi bất công với mình, làm cho tao không ngóc đầu lên được. Nhưng mà cũng có lúc tao phải cảm ơn ông trời vì đã cho tao bóng và mưa, cho tao một người mẹ chồng nhân hậu, và đặc biệt là một người bạn tuyệt vời như mày. Bọn trẻ con ngủ cả rồi hả? Ừ. Này. Hôm nay lúc ông Dũng qua, tao thấy ông ý vẫn còn nhiều tình cảm với mày lắm. Có những chuyện lúc chưa rõ thì nhất định phải tìm hiểu cho kỳ được. Khi đã sáng tỏ rồi, tao lại thấy trống rỗng lắm mày ạ. Ngồi dậy tao hỏi. Tao hỏi thật, mày có định quay lại với ông Dũng không? Nếu như còn có cơ hội thì tại sao không thử? Tao là kiểu người một đi không bao giờ quay trở lại. Ngày xưa mỗi lần cãi nhau với Dũng hay là bị mẹ chồng mắng mỏ quát nạt, thì đầu tiên tao nghĩ đến là ly hôn, và không bao giờ tìm cách là giải quyết vấn đề. Giờ khi đã ly hôn thật sự rồi thì tao cũng thấy lạ, là bản thân tao chưa bao giờ có hai từ quay lại cả. Mày đừng có đặt mình vào những nguyên tắc quá.
Bây giờ cứ thả lỏng ra thì mới biết được mình muốn gì. Mày sao? Nói chuyện với bà Dung chưa? Đã xin số điện thoại chưa? Ôi chưa, tao quên mất. Mà này, bà ấy đúng là có chuyên môn thật đấy. Bà ấy hỏi tao rất là kỹ và cẩn thận luôn. Rồi là yêu như thế nào, rồi cưới nhau ra sao, rồi còn phân tích rõ luôn cho tao biết những cái mặt lợi và không lợi của tao nữa. Ừ, ông bảo nói là bà Dung này giỏi lắm luôn ấy, mà lại còn có quan hệ rộng nữa, cùng độ du học sinh với nhau ngày xưa đấy. Lắm lúc ta còn có cảm giác như là bà Dung này có tình cảm với ông bảo nhà tao ý. Thật á? Ừ. Ông anh tao ấy trông rầm rầm thế thôi, nhưng mà chưa bao giờ thiếu phụ nữ vây quanh nhá. Mỗi cái tội là anh cứ chọn bà nào thì cũng rất là vớ vẩn. Khổ thân thằng bé, bị cắm cũng biết là bao nhiêu cái sừng lên đầu rồi. À đấy đấy, cái bà Ngân mày gặp chiều nay ấy, bà ấy luôn tự tin là kiểu gì cũng có cách để quay trở lại với ông bà. Luôn luôn tỏ ra là ôi em yếu đuối, em rất là mong manh. Nhưng mà kỳ thực á, thì em có sỏi ở trong đầu. Những cái loại giả tạo như thế là tao ghét lắm luôn. Không bao giờ có cửa làm chị dâu tao nhá.